chào quý vị, tôi là luật sư di trú Vũ Tuấn Huy, luật sư điều hành của tổ hợp luật sư di trú Fox & Sutton Group. Nếu quý vị là công dân Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ của quý vị từ Việt Nam để sang Mỹ, thì hồ sơ bảo lãnh này chỉ được áp dụng cho cha và mẹ của quý vị mà thôi, không có bất cứ người con nào có thể đi theo, dù là con nuôi, con ruột hoặc là dưới 21 hoặc là trên 21 đều không được phép đi theo. Trong trường hợp này đó, quý vị nên để cho cha mẹ của quý vị định cư tại Mỹ có thẻ xanh, sau đó sẽ hoàn lại bảo lãnh cho người con này. Và nếu người con này dưới 21 tuổi, thời gian chờ đợi hiện tại sẽ là khoảng từ 3 đến 4 năm. Nếu quý vị có thắc mắc gì, xin liên lạc với chúng tôi để được tham khảo với một luật sư di trú hoàn toàn miễn phí. Xin cảm ơn.